gì đấy? Con vàng này nào? Đây đối diện. Cái này là đường. Nó bắn lên đây. Ui. Bật được phát. Cái xe kia. Cái này nó rơi ở đường. Xong cái xe kia đi. Ôi. Cái gì đây? Anh ấy đang đi đây hả? Đây anh ấy. Không sao. Mày có em đâu vào biển. Đúng. Cái này đâu ra anh? Mình nhìn thấy xe mình dừng, mình dừng lại thôi. Anh đi đối diện đấy, xong rồi là anh kẹp vào, nó bắn băng ra. Cái này nó rơi ra đường. Nhưng mà xe này không, cái này không phải của mình. Đúng rồi, của mình, nhưng mà anh kẹp bắn xe hỏng rồi. Bây giờ hỏng hết rồi đâu. Đó. Bây giờ đây, bây giờ nhá. Bây giờ cái này chỉ sửa hết khoảng cái biển này là 36 là tài lộc. Cái này sửa hết khoảng 5 triệu, anh cầm này về để làm kỷ niệm. Được cân sắt rồi đấy. Ok, bây giờ được thôi, chẳng lấy. Nhưng bây giờ... Điểm này lắm anh thấy đâu, còn nhiều mấy trăm nghìn. Mấy trăm nghìn cũng đền chứ. Cái này là vô tình thôi, mình đi mình nhìn thấy xe kia dừng lại, mình anh... dừng lại thôi, nếu đây, mà bình thường đi mình đây, đi chạy đây, luôn. Đây là tăng chứng vật chứng nhá. Anh kẹp vào cái này, bắn vào xe mà hỏng. Thì đúng không? May là nó có cái điểm. Chứ không phải đúng không? Phải đến đó. Đến đó. Dạ, cao nhỉ. Đi nó bắn nó mát được nhỉ? Thì bây giờ ông chẳng ông kẹp cái này bắn cái này sao? Đi xe ra ta. Đi xe đi được rồi. Dạ. Mà nó bắn thế nào? Bắn được cái bay bắn nghe hay không? Vào đèn. Vào cái vào biển số. Thế bây giờ là vào đây sao? May nhỉ. Khang ơi, nhiều chuyện nha. Sức rồi. Rồi xong. Nhưng mà sao cái này là lâu quá nhỉ? Xe nào mà xe nào rơi rơi ấy. Cái tải nó đưa xe chở sắt cũng đưa đá. Hả? Chở đá. Đây là sắt đó. Đây bây giờ là hai anh xử lý nhau. Bây giờ mà vỡ mũi đi vỡ là thôi à? Biển số luôn. Dần hơn mấy trăm nghìn thì có gì đâu, vấn đề gì đâu, nhưng mà này là cái này vô tình thôi, cái này không phải là đúng rồi, vô tình. Và nhưng mà ai chẳng biết là như thế, nhưng mà anh phải bảo tử tế chứ, nó tình cảm. Bảo thì... vậy đúng rồi nha, nhưng đi xe thì có nói gì đâu. Thì nó có vỡ cả cái nhựa thì ai cũng bắt anh đền đâu. Rồi, nó bảo may không vỡ đèn đấy, nhưng mà anh phải nói câu tình cảm thì. Nhưng mà sao? Vô tình đứng lên, nếu mà đây mà vô tình chạy nhá, thì đừng không ấy thì em. Mày chứ nó mà nào nó chọn cái điểm số nó rơi nhỉ. Hôm nay đánh con lô 93. Cái giỏ tôi phải chứng tỏ là cái biển này là mình phải có hồ sơ để tội chỉ điểm. Mấy thằng ngu không đánh số. Tôi đánh ngu đấy ạ. Vừa mua xong đi được chúng đầu tiên nhiều. Tao phải lên số 3 đây. Đây đây là như này à? Mang ngồi mang cái này về làm nghiệm vậy. Đây là thủ tướng tăng vật. Thủ tướng tăng vật. Ôi, trai quá à. Thủ tướng tăng vật con có cầm nổi không? Phải mà. Đây là chủ tăng vật. Cái này có cái đá hú à. Tù một tấm anh. Anh nhắc hai người anh đứng ở đấy đi. Lọc. Xe mới về có lọc. Anh nhỉ ra. Khang đứng xích ca Khang. Anh ra mà. Khang xích ca chú tù. Nào. Anh đây. 1, 2, 3, 2, 3. Đang lên hot luôn. May mắn. Thôi đi thôi. Thôi rồi, anh đi thôi đánh rồi. Ngày sau anh em hôm nay nó lỗ hết rồi. 3, 1, 2, 3. Có duyên đấy nhá. Cảm ơn anh em nhá. Quay gì?